năm kể từ lúc chơi game, từ lúc bắt đầu biết livestream đến giờ thì có gì sai sót mong anh em bỏ qua, và hy vọng là anh em sẽ ủng hộ tôi để tôi có thể tiếp tục làm có thông báo từ trước thêm nhiều video và phát triển hơn nữa về kênh trong thời gian sắp tới. Thì anh em đừng quên để lại cho tôi xin một like và một share cả fanpage cũng như là video này để tôi có thể đủ yêu cầu Facebook nhận. Rồi, gom đây, tôi nói tóm tắt lại cho anh em Sơn Ngáo trình bày cứ như là đại hội thể thao toàn quốc ấy. Sơn Ngáo đang coi như là debut trên Facebook để chuẩn bị có một cái hợp đồng livestream ở trên Facebook và trở thành một caster, một coi như là KOL, anh em hiểu chưa, một người nổi tiếng. Nên là hôm nay coi như là tôi cùng với Thúy, cùng với Vũ vào kênh của thằng em lâu năm để chúng tôi cùng ngồi chơi với nhau, và mong là anh em ủng hộ Sơn Ngáo, anh em chia sẻ, anh em like, anh em share, anh em làm đủ mọi thứ cái đéo gì cũng được, để cho coi như là chúng ta cùng biết đến kênh của Sơ Ngáo, để cho Sơ Ngáo có một cái sự khởi đầu debut thành công ở trên Facebook đấy. Thế cho nó đơn giản tự nhiên không nhận đâu đấy. Vâng. Khỏe phù đồng quá rồi nào. Đấy em mới tiếp tục đi, thỉnh thoảng anh cất sóng đấy vào kênh đó, của anh nó cất mẹ sóng kênh nó kích vãi cả lìn rồi. Rồi thì hôm nay bọn tôi sẽ lại quay trở lại với cả thọc sâu hơn nữa, chúng ta cần phải thọc sâu hơn nữa. We need to go deeper. Thì như anh Dũng có vừa giới thiệu rồi, hôm nay tôi sẽ chơi cùng với cả anh Dũng, cả anh Vũ và cả Thúy nữa. Thì hôm nay thì bọn tôi sẽ không chơi custom mà sẽ chơi chơi mọi thứ nó bình thường luôn, để anh em biết là đủ chai hát nó như thế nào. Anh có cái lời khuyên, anh có cái lời khuyên cho em này, từ nãy giờ là anh xem cái webcam của em ấy. Dạ. Là anh thấy có một cái vấn đề là em dí hơi bị sát mặt vào. Đấy, làm cho cái mặt của em ấy, nó anh cảm giác nó không có bị to so bình thường, mặc dù mặt em bình thường rất đẹp dai. Nên là anh nghĩ là nên để cái webcam nó từ từ hơi từ phía trên. Đây hôm nay anh góp ý thế thôi, em không phải chỉnh ngay đâu, em cứ thoải mái thôi. Nó hơi ở trên cao một tí xong nó chúc xuống một tí, nó làm cho mặt mình nó V-line, em hiểu không? Ở trên cao rồi xuống đấy, mặt mình sẽ trở nên V-line. Thứ hai là đằng sau ấy, em sắm anh bảo đi ra ngoài chợ mua cho anh cái vải. Vải chắc, màu xanh ấy. Ừ, mua cái vải màu xanh ấy, màu đéo gì được, xanh đỏ được hết. Màu nào miễn là nó một màu thôi, xong rồi em làm cái giá em treo sau lưng ấy. Đấy. Sao em bật cái này lên phát là em dùng cái nó gọi là cái gì ấy nhỉ? Thúy nhỉ, nó gọi là cái cái OBS này nó làm được mà anh. Ừ, dùng cái filter là được. Nhưng mà cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Trò cái đéo gì anh đéo nhớ. Trò mây cái gì? Chả nhớ. Đúng rồi, nó tách nền ấy. Nó tách nền ra. Tách em nền. Có thể thoải mái, đúng rồi đấy. Anh nói thật với em chứ anh không webcam đấy. Để đây mày trông đẹp không? Cái thằng đấy, anh em thấy tôi khuyên nó một cái, nhìn webcam để xa cái trông mặt đẹp dai không? Gà vê lờ. Đấy, xem webcam Sơn Ngáo khẳng chưa? Đừng dí mắt vào em ạ, đấy, nhìn như thế nó đẹp hơn. Em... Rồi, ok, em một cái webcam, đó. Nếu mà tốt hơn nữa thì em có thể sắm hai webcam. Một cái webcam này rộng rùa mặt, một cái webcam zoom chim. Hai cái để hai bên. Rồi, ok, nào. Anh thế anh tạo hot nhé, để em vào chứ em lại không biết, em chưa tạo hot bao giờ. Ờ anh tạo hot à? Ờ thì cũng được. Ok. Rồi. Thì lúc đầu sẽ không thể nào mà tập trung đọc comment anh em được, thì hy vọng anh em thông cảm. Em làm anh nhớ lại thời xưa của anh. Anh xúc động quá. Nước mắt anh trực trào ra khỏi đầu chim. Nào đây rồi, hot đây rồi. Online. DCT. Password. Hôm nay được cái là không live stream mà đéo sợ anh em biết password. Ngon với lời. Đúng. Sung sướng. Rồi. Thế là để em che tạm đi để em. Đây anh viết ở trong invite được mà đúng không? Anh viết password ở trong Discord nha. Dạ vâng. Ok. Để em anh em chờ tí để tôi nhập cái password cho nó đỡ bị lộ. Hôm nay thế nào đây, chơi không custom đúng không? Chơi chơi đàng hoàng không custom, có tiếc gì đúng không? Vâng, chơi khó luôn. Ừ, khó luôn rồi, ok. Anh Vũ bị ho à? Vũ không, chết đến nơi rồi. Nghe ho như bổ vào mặt Sơn Ngáo đến nơi. Sao lại cái gì, sao lại thấy Iron Man, Iron Mủng gì kinh thích lắm. Em che đi anh ạ, để che cái che em tắt mẹ màn hình đi. Rồi gì đấy. Nhưng em vừa tắt nó không được ấy. À thế à. Ủa nó có nhiều màn hình mà anh khổ.
nhà không có gì ngoài màn hình. Giàu, tình vi giàu mà. Hôm trước anh phải đi mua đồng nát cho ông Dũng cái màn hình vậy, 20. Tao tát chết mày mua lúc nào? Đáng bấm thế. Màn hình đó, à, đúng không? Hôm nay mày bảo là ông chú của mày có cái màn hình như nào? Tưởng cân thôi. Thôi, màn hình thế nào? Màn hình gì? Màn hình bình thường thôi, 19 inch thôi là màn hình phụ. Ừ, nhưng mà có quay được dọc không? Việc màn hình vuông thì sẽ quay dọc cái ngang khác đéo nhau. Màn hình vuông à? Ừ. Ờ, thế cũng được ấy nhở? 19, bao tiền? 20.000. Đi mày 20.000, luôn đi, không nói nhiều. Vậy đấy. Luôn rồi. Cái màn của em cũng rẻ lắm ạ, tầm màn đấy em thửa được của người quen có mấy trăm. Thế à? Ừ. Vợ nó bé tí. Ừ. Màn hình của anh đang dùng để livestream 2 năm nay là màn hình thanh lý quán nét em ạ. Nó cũng đéo sang trọng gì đâu. Em cả nàng nào. Nào vào chưa? Ok, sao con thằng Vũ chưa vào à? Ô, khen bị khổ. Này, Dung nhìn không biết là có kịp chờ đến khi cưới không? Hay xanh mẹ nó cỏ đến nơi hò hắng đấy. Sao mẹ? Hồi hộp quá à? Hay là cũng hồi hộp thay cho Sơn Áo? Rồi nhá, start nhá. Nào anh em, hôm nay bọn tôi đấy, như Sơn Áo vừa nói hôm nãy đấy, là phải có nhờ hôm nay bọn tôi quay trở lại với Gwyneth to go deeper. Rồi, vào. Hôm nay chơi tàu ngầm nào đây em? Tàu ngầm tàu ngầm giữa hay là tàu ngầm bé hay là tàu ngầm như nào? To anh ạ. To nhất nhá. Lager nhá. Ủa? Thế cho nó máu. À nhưng mà tàu ngầm này đéo có siêu đâu. Đéo có bảo vệ đâu. Khó. Đéo siêu. Phải lên. Ờ thế thì được rồi. Thế thì vào. Ok được. To. Đó, sướng. Thử. Rồi. Làm được cái sao chưa? Xin một like một xe. Chưa quên. Lúc nãy vội quá nên. Thì anh em đang bảo là cho mic ông dẻo bé đi, còn cho mic của em to lên kìa. Đúng rồi. Bây giờ cho mic anh bé lên vì mồm anh nó rất là to. Em chỉnh cho em chỉnh cho cái mic của em ấy. Quan trọng nhất là mic của em là người host, em phải tâng nó lên. Mẹ thằng nào bất hiếu đấy. Thằng nào bất hiếu. Thôi hôm nay đây là nhà Sơn Áo anh em ạ. Luật của nhà của nó, luật của nó. Bây giờ không, tôi ở đây chỉ là kiếp coi như là chơi chung. Ơ, này trên cái đầu sao, em sao lại thí, sao lại chân chua, quen sao lại sao chiêng, sao chụp xin lip tung tóe đấy kia. Rồi ơi. Sao sao em và anh Dũng lại có cái biểu tượng hòm gỗ mà hai kia nó biểu tượng phao là sao nhỉ? Mình à, là bố, như anh lên danh. Mình lên là bố danh đời à. Mà mẹ con có tiền gỡ rồi. Bọn em chưa lên danh. Nào tất cả bỏ đi hết ra khỏi phòng máy. Đây là khu vực của tôi. Ok ok. Và phải phí lên giường nằm sẵn, rửa giấy sạch sẽ lên giường nằm đi. Không nói nhiều okay, vào. Ok 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 à, thế thì ai lái tàu? Sơn Ngào lái tàu nhá. Ai bắn tàu đây? Thuyền trưởng đi. Thôi bạn Sơn Ngào bắn đi, tôi đút súng nhá. Sao lại tôi đút súng cho là thế nào? Sao em lại đút nó vào? Không, anh rồi, không nó thích thế đâu. Này cái này đéo có lá chắn đâu nhá, cho nên là full speed rồi đấy. Dạ vâng. Ai lái tàu? Mày chứ ai? Anh lái. Thì lúc nào anh lái đấy. Anh lái đấy nhỉ? Anh lái à? Cảm ơn mọi người like và share giúp mình nhá. Hôm nay cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả nên là cũng hơi bị bối rối một tí. Anh em bỏ qua. Phòng lái đâu nhỉ? Ở đâu? This guy đã đi phòng lái bao giờ? Đi đi. Lái đâu? Khổ lắm. Lái đâu đó? Chỗ nào lái? Đó, đó. Ơ cái này nó mình chỉ điều khiển được một súng thôi à? Có một người nữa sang bên kia thì điều khiển nữa. Nhưng mà thì làm sao mà đủ được? Bây giờ mình có mỗi 4 người thì làm sao mà phân nhiệm vụ ra mà chuẩn xác được? Vâng, tôi đúng rồi, bắn một súng vậy. Nạp đạn Thúy sang bên kia điều khiển một súng. Ai cho mày sai Thúy, tôi tắt cái mồm rồi. Và Thúy đang giống tao cái chưa? Chỉ có tao được sai Thúy, đừng vớ vẩn. Tao bù lên. Làm gì? Vào giường với anh. Sang kia kìa. Sang cầm súng. Ở đâu? Ở phía phòng. Sang cầm súng. Nào để hoa tiêu này dẫn đường khổ. Đâm thẳng tướng bên trái rồi. Mình chưa biết bật tặng sao anh em ạ. Anh em thông cảm chưa biết bật. Chắc là mai xem lại cách bật sao như thế nào. Anh em comment chữ sao là được, là Sơn Áo nó vui rồi. Cứ comment chữ sao ấy là được.
Đấy, anh em nào mà có ý định tặng nó bao nhiêu tiền, anh em cứ comment số tiền đấy, comment thẳng 500.000 vào cho nó sướng. Cứ comment 500.000, 1 triệu, 5 triệu vào. Donate player đùa ấy. Donate player đùa ấy, mới quả, mới để quả nhạc chung mới đấy. À thế à, bên trái nhá. Bạn ít thôi bạn ơi. Ui, nó quá tâu. Ok bạn ơi. Đéo đâu mà phá. Phá. Kìa bạn. Ủa? Odis! Yeah, bà nhá. Lỗ. Lỗ. Hello mọi người. Bình thường thì mọi người vẫn xem Dũng trực tiếp game rồi. Hôm nay Dũng sẽ lại bắn tiếp game. Ui dồi ôi, nhìn mất nhiều máu quá rồi đấy. Có 48 thôi nhỉ, vì chỉ mất khoảng 2 máu thôi. Tránh được con nào tránh nhá, không cần phải bắn đâu. Nhưng ông mẹ Thùng ở đâu nhỉ? Nhiều lắm rồi đấy. Tại Thùng là thuyền nó to mà, đáng nhẽ phải có nhiều robot cơ. Đi ra thủng ngay cái thằng Vũ ạ. Bắn tiểu liên đi bạn ơi. Bắn tiểu liên đi, đoạn đầu bắn tiểu liên đi. Tiết kiệm đạn tí. Sao vẫn còn cái chỗ nước ở đâu nhỉ? Chào mọi người. Em đéo mang cờ lê không nhá. Phòng này sao bây giờ lại... À đây. Anh cơ, anh đeo cái túi gì cơ? Túi máu đấy. Nó ngồi nó vẩy máu là team được máu đấy. À. Các em hãy xem có cái lỗ nào ở thuyền sao kinh thế này. Lỗ ở đây nhỉ? Quá đi, nó có cái bùn thế này, kêu anh em là vừa đốt nét nhá, chưa kịp nhìn. Nó sơ lỗ ở đâu ấy nhỉ? Em bật như do cái... Đây à? Lát, không nhìn thấy lỗ. Đằng sau, vậy ẩn đằng sau cái bảng. Thế à? Thank you, Mỹ Linh. Nãy giờ cũng ta cũng nhìn thấy lỗ nhưng mà tao chỉ nhìn thấy ở chỗ Thúy thôi. Ra đây ạ. Tân dịch. Đi ra thôi. Hôm nay sorry anh em tôi thỉnh thoảng cướp mic Sơn Ngáo một tí. Hôm nay Sơn Ngáo mới là nhân vật chính anh em ạ. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là Sơn Ngáo. Anh em hãy nhưng mà bọn mình còn nôn hơn cả Sơn Ngáo. Cả đêm qua tôi không ngủ được ấy, Sơn Ngáo nó bảo với tôi là anh ơi mai em debut. Cả đêm hôm qua tôi coi như là nằm khóc, coi như xúc động. Thằng em cuối cùng đã được KOL. Rồi. Nhưng mà không phải gì anh ạ, mấy hôm nay em kiểu em cứ mơ mơ ấy kiểu... Mơ xong có ướt đúng quần không? Cái quan trọng mày là... Mày chữ ướt đi. Ờ thế hả, ướt thế thì không sao. Tôi sợ. Không sợ, không có gì phải sợ cả. Sao nó là hiện tượng sinh lý bình thường em ạ. Không thế mới là lạ. Thiếu đứa nào đấy, sao có 3 đứa đây? Ờ? Đâu rồi? Thúy ơi, à nghe điện thoại người yêu. Tổ sư vào nghe tiếng điện thoại. Khổ thôi, trông nghe điện thoại người yêu. Thằng Vũ ra đây bấu máu cho tao nhanh lên. Chết mẹ nơi rồi. Thúy bảo hôm nay ở lại chơi với em, không đi chơi với người yêu nên là xin phép, nhưng xin phép bố. Thế à? Tổ sư. Ôi dồi. Sao cũng khan đi, ở đằng sau có máu rồi. Lại nhìn ta. Rồi, cứ thế vẩy ấy cho tao. Tốt, thằng Sơn Ngáo cái chết đéo nào. Em đập ở dưới người. Đập ở dưới, đập ở dưới, đập. Sao mỗi mình em đây này? Đi người yêu em đi. Em đừng có vô vật. Em ra em nghe điện. Thả cái đi. Đâu ra điện thoại của mẹ em đấy. Đừng có mẹ con gì đang ngồi nhà mẹ con gì. Ngồi nhà mẹ gọi điện. What the fuck. Ơ sao tự dưng em bị điên ra một mình em một thuyền này. Em đang ở trên thuyền, một anh đi ra ngoài, một anh đi đánh quái hết rồi còn đâu nữa mà. À hoi à. À thế à? Ừ. Anh nghe thấy Sơn Ngà bảo hôm nay em phải xin phép người yêu em như xin phép bố để em được chơi mà anh đau hết cả lòng. Yêu anh như không phải xin phép luôn, chỉ cần cho anh phạt 3 đít. Em muốn đi đâu được. Đây vừa phải xin phép vừa phải phạt 3 đít. Đấy. Lô. Sướng. Người yêu cũng sướng nhỉ. Người yêu cứ xin để đi cho đi chơi cái lại được phạt 3 đít. Thế mẹ gọi có chuyện gì? Nói bé thôi để mẹ ngủ hả? Đâu à, ý là mẹ em để điện thoại ở đây. Em vừa chạy ra đưa cho mẹ em. Thôi đi thôi. Đéo ơi, có một con đấy, có 3 máu. Còn trên này con đường. Thằng Vũ đâu rồi? Đây trên này. Phải
quá. À, tôi về tàu rồi, hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Dạ vâng, thế đi được. Thì hết Thủy bắn đi để cho... ok, ok. Chọn nạp đạn đi, cho nó... Cho nó đỡ hồi hộp gì, ok, ok. Thủy ơi, xuống đây nằm với anh. Anh hết máu rồi. Vào đây rồi, người tập quất cho anh. Anh còn cũng có 3 like máu thì đi này. Thì đưa anh xuống bên like. Anh ngủ đi. Thế mọi người ăn cơm chưa? Cơm rồi à? Mọi người ăn xong rèn không? Mày giải bồi. Rồi, ok, sơn nháo đang trong cái giai đoạn gọi là e thế. Bắn đi, bắn đi Thủy, bắn đi Thủy. Ok, ok. Ok, bắn. Úi. Bên nào đấy, anh Thu ơi? Mẹ tao vừa phải đi lo máy móc, à vừa phải đi lo chỗ thùng đấy còn. Đây, tao xem nào. Đâm thẳng xuống, rồi, cứ đâm thẳng xuống cho tao. Đấy, cứ đâm thẳng đứng đấy, rồi, bên trái một tí. Thuyền này nó to, khó nhìn nhở. Chờ mọi người. Thuyền to khó thật. Ừ. Trái, 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 cái gì đấy? Ôi, có con. Ui, Thuyền ơi, từ từ, Thuyền ơi. Con đập cơ, con đập cơ, vật giáp, vật giáp, vật giáp, vật giáp. Nắm đeo có giáp, thuyền này không có giáp. Khó vậy. Không có giáp á? Tiền rồi. Vậy nó vào rồi, thằng Vũ đâu đi, bắn màu bê thì không vào đây. Đạn, đâu, đạn, đâu. Em nằm mấy người, em nằm trên giường bệnh người. Bảo em rồi. Thúy ở trên giường, Thúy ở trên giường bệnh kìa. Cứu 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 cứu. Mạnh lắm tao á. Ờ, cái anh Dũng không làm thế à? Ôi rồi, ta đi mấy người. Thank you anh nhạc sĩ giấu tên. Ớt. Rồi. Chiến nhau lên. Vũ đâu rồi? Đây đây đây. Hai đứa kia lo đi phá đi các bạn, để anh đang mẹ giao chiến với lại mẹ quái vật hồ lốc đen. Vâng ạ. Rồi, Vũ cứ thế cho tao. Hốt. Ôi, lỗ to lắm, mở cửa lắm, mở cửa. Nó chết rồi, rồi bây giờ tập trung đi vào lỗ. Mở cửa ra trước, nó tràn ra đấy. Con đấy này anh ơi, con này. Ui đít. Vũ ơi, con này. Đâu. Đấy, bên kia kìa, đây này. Bên tay phải. Để cái coi nhá. Lỗi phá lỗi là lỗi cho phòng mày được mà lòng phòng thằng đầu lâu. Ở đây chỗ này, đây chỗ này. Ôi thế này thì ăn lìm rồi. Chém nhau sao nó đéo bị ngạt thở. Đây rồi. Ui chặt đi. Cứu nó là tập trung chặt cái chỗ này cho tôi. Yeah. Ôi rồi, sống rồi. Bây giờ mình cần phải sống. Ngồi sổng thôi, ngồi sổng thôi. Chồng anh Vũ. Vũ làm cái đéo thế kìa. Dáng chết rất đẹp. Được. Khá đấy. Ôi giời ơi, Vũ lại còn bị làm sao đấy kìa. Bị bệnh đéo gì kìa. Ơ, mặt làm sao kìa. Sổ mũi à. Bị ngộp nước, ngộp nước, ngộp nước. Sao mặt anh thành hình đầu lâu vậy. Chắc có điểm báo sắp chết. Là bị... Tăng lại ấy nhá, công suất máy nhá. Thôi đi vào đi nằm cùng sáng cùng sư. Mệt vê lùi. Bạn nặng. Ok. Ôi dài ơi, bì ơi. Ui mẹ từ trong tâm rồi. Đổi ra Tiểu Liên vậy, ui. Ui. Ui sao cái tàu này khó lái thật ý. Bên nào nhỉ? Thì nó cứ vỡ triền miên luôn ý. Cả hai bên đều đúng rồi. Anyway, từ trong tâm hồn không ai nghe, à không nghe ai kia những lời đồn. Mai! Bài anh hơi thích luôn đấy. Bài tủ của anh mấy ngày hôm nay anh phải nghe khoảng 300 lần cái bài đấy rồi. Có mà tại bảo anh xinh ý cơ. Hả? Tại bảo anh xinh ý. Mà này anh thấy bảo anh có Vũ ơi, tao thấy bảo anh có nét rất giống Chi ở quán mình. Giống Chi phết, có cái nét gì rất giống. Giống cái mắt gì? Hả? Giống cái mắt gì? Không, có khuôn mặt không giống còn... mắt mũi mồm miếc giống chứ. Có đang lên này Thủy. Ok. Bọn này là bọn cướp biển nó bán cái gì đây? Bình tĩnh xem nó bán cái gì đã, không giao chiến được đâu. Anh đang có 475 tiền rồi. Ở đây có cái ba lô này, súng này, với cả... Tinh thôi. 750 góp tiền vào mua cái... mua cái gì đây?
một súng thì có đủ 2.000 không? Không. Đấy tao rút tiền được mà, tao có 475 nhá. Em có 475. 475 hết anh ạ. 44 vẫn đéo đủ à? Còn... Ơ anh giữ thêm đủ đủ anh ạ, đủ 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 đủ. Đây, à rồi, được ba lô rồi. Này, ai cần hai đồ thì cầm ba lô đi. Đây ba lô à? Đi kiếm. Rồi, để em cầm thêm đi kiếm nhá. Còn ai còn bao nhiêu tiền? Còn 200. Phí còn bao nhiêu? Phí còn 86 đồng. Đó còn 0 đồng, hết bẹ rồi. Bẹ vừa nãy em thoát ra. Hết rồi, không đủ mua súng rồi. Sạch rồi. Phải phí mất 600 đồng ở đây rồi. Đéo còn một cái đồng đéo nào. Khổ. Không giết được à? Không giết, giết được, mày nó chém cho nó nát mõm. Con đéo thì quay lại đây, chém đi. Không cướp đây em ạ. Cướp bây giờ là hạ sách. Anh thử ở đâu ra quả mũ thắm ấy. Bật động cơ chưa? Thượng máy đâu rồi? Đây, đang xem lại bài đấy, đang xem cái cảnh em ấy đi nhón chân đi qua ngã tư. Vừa đi vừa múa. Ý dạo này tình yêu tình báo nào em? Ý lắm anh ạ. Có bot đi. Sao lại Berlin Horror là cái gì mà con cá mù à? Vâng. Cá mù kinh dị. Thank you, chân nhá. Bắn vớ vẩn thế mạo trúng nhỉ? Ôi giời ơi, ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Từ từ nhá, để em đi vào lốt, để em đi vào lốt. Yên cơ mờ nó tâm đi, anh đang đi vào thôi, phải sợ. Anh đã chết rồi. Súng sụt đạn. Chờ tí. Không biết anh đi. Nó không có đạn. Đây. Rồi, hai lốt từ từ Thúy ơi, từ bắn Thúy ơi. Không có clip đâu. Tôi bắn tiểu liên vậy. Ui, lỗ chỗ thí rộng quá khiếp. Rồi ôi. Ôi giời ơi. Vũ lái như kia. Mày vì chỗ tàu nó chạy đi, tao đã để đến 3 mức tốc độ. Tôi chơi tàu bé thôi, Bé nhưng mà không sao. Chả thấy to này nó to quá nó không vào sâu được. Nó chỉ khó lúc đầu thôi. Đấy, Vũ là sắp lấy vợ kinh nghiệm lắm. Ừ, em ơi, giỏi thế nhở? Thì lúc đầu chưa quen mà, quen rồi thì nó... Nào, nó tạo lại hot. Vẫn như part 1 vẫn như lần trước nhá. Dạ vâng. Lỗ rộng quá. Rồi. Sơn Ngáo, anh có xem stream của Sơn Ngáo không? Anh để anh xem với nhìn. Anh sao đi xem stream của nó làm gì? Em bị dở hơi à? Anh có phải gai nhéo đâu mà anh xem stream nó. À ok, em nhầm. Anh không xem, anh phải em phải nói rõ ràng là xem stream. Stream. Bắt vậy bắt cũ gì anh? Tôi có 1m5 đấy anh em ạ. Đi. Đéo thằng này cao gì? Anh có 1m3, đéo hiểu. 1m3. Sao nghe bài coi như là 1m52 mà cứ chỉ mong được mình được như vậy. Sơ ngáo vào đi em. Dạ vâng đấy. Đấy là anh nói các bạn ấy toàn comment lỗ Thúy rộng ấy kìa. Không, tôi vừa thôi. Lỗ Thúy rộng hay là chặt của người yêu chỉ biết chứ còn sao mà tôi biết thật đấy anh em luôn. Người duy nhất trên cõi đời này biết, ngoài bác sĩ phụ khoa còn lại thì không có ai biết đâu. Nào rồi, giờ tát nhá. Lần này là tàu bé rồi đấy. Lần này cho thằng Sơn Ngáo lái tàu đi, để em bắn nhá. Đấy, Sơn Ngáo lên lái tàu đi. Ừ, đúng rồi, anh bắn đi. Để bắt là phải thuyền trưởng luôn. Làm cu ly đạn bao giờ. Thế sao, tại sao bình thường tao khai stream tại phải làm thằng thợ máy chó má? Hả? Ồ. Và máy là quan trọng nhất ở đây đấy anh ạ. Ồ, súng nó nằm vị trí nào đi? Súng nằm ở đâu còn đéo biết. Đây là tàu bé mà anh. Không cần phải mở bản đồ lên đâu. Có em còn bảo là sau này con chúng ta sẽ cao anh ạ. Hay quá. Khi chuyến này xong lại có người yêu. Em ơi, em vào stream của Sơn Áo toàn thấy các bạn nữ đâu nếp với tặng sao rồi giàu thế. Tiền nhiều. Stream của em không bao giờ thấy bạn nữ nào, thỉnh thoảng lắm mới có vài bạn. Thì em nghĩ là sở stream của anh thế nào? Sở
giờ chim của anh, thậm chí còn tuyệt mẹ chủng luôn, đéo bao giờ có cái gì. Vâng, nhìn người mà ngẫm đến ta. Không, nhưng mà Sơn Áo nó làm đường dây thế nên nó đông khách anh. À mà thì đéo nào, đằng sau cái web cam của Sơn Áo là có ảnh cưới ai nhá. What the fuck. Đấy là tôi chết rồi. Chết bỏ mẹ rồi. Tôi chết rồi. Mẹ hóa ra tôi có vợ rồi à. Anh ơi, tất cả những gì mình biết về nó phải viết ra giấy, ông xé đi. Mẹ. Đéo hiểu tại sao lại có cái ảnh cưới ở sau lưng. Thì chết, tao phát hiện ra rồi, cất đi. Không có em gái em nhìn thấy thì đéo ai donate cho đâu. Phất trần. Ai cầm giấy quả phất trần đi kìa. Hóa ra muốn cưới rồi ạ. Cái đéo gì. Ái trưởng. Đâu, đấy là... Đấy là ai? Đấy là anh chị em. Anh chị mà lại để ảnh cưới trong phòng mày. Ồ. Mẹ, có cái gì đó đéo đúng. Hay là em... Mày có ngủ cùng anh chị không? Hay là phòng ngủ của anh chị cũng cùng phòng đấy luôn? Đéo đúng gì cả. Má phần. Em cầm bên đây. Ui, khiếp sao làm bạn gái thế, khiếp cái gì đây, cầm chi. Ừ, nhiều lắm mà này. Đỗ nhiều Minh cực Châu. Luôn. Ui dồi, toàn các em gái nhìn trông còn non, non như là, coi như là... Mơn mởn. Mơn mởn mà. Thiên Hà. Rồi thôi. Toàn so chơi mọc lông mà. Ôi giời. Thì có nhảy vũ bắn thế. Cái này đẹp. Sắp phải đạt rồi đấy nhá. Bắn tiểu liên đi anh. Có phải custom đéo đâu. Bố con dog nó bây giờ nó cứ bắn. Sơn Ngái phải đánh chửi tim vào. Ngồi. Thằng Vũ nó bắn thế à. Kiểu đấy. Đấy sợ. Ra lệnh ra liên các thứ ra vào. Ra lệnh vào. Thuyền trưởng hiền này thì thuyền viên nó trèo đến đầu. Hôm đầu tiên là nó hơi bị lần đầu là nó hơi bị đắt đắt thì có dùng đạn không? Đúng rồi. Ôi giời. Con này phép đấy chứ. Rồi nó rỉa đầu sao kìa. Cảm ơn. Không máy đâu vào phá đi. Đấy. Đây phá đây. Tí nữa anh Dũng có like nhá, tí nữa anh Dũng có like. Bây giờ anh Dũng qua đây gọi là chơi cùng bọn tôi để làm... Đóng hết tí thôi. Cú phêm. Cú phêm. Ôi, bây giờ kênh... Rồi, Kraken. 2 năm mới được 90 sub qua kênh của KOL Facebook Cú phêm. Thật đấy. Anh có em nhớ sang đâu? Like và sub cho kênh trực tiếp thêm. Thêm. Cho xin một like sắp chéo nhá. Một Nike, một Sare. Sare. Sau hôm nay anh Dũng lại nhiều bạn nữ xem ngay. Đạp đạp em ơi. Rồi đấy ạ. Livestream đánh giày chắc là sáng mai có luôn. Kiếp đồng thế. Mai đi làm không có cái đăng gần anh ơi. Có đăng gần sao anh ạ? Ui, nhiều thế. Ui, chạy vào đây rồi đi, vào đây một. Ờ, đây rồi, đây rồi. Ui, trời ơi. Cái đéo là màn đầu tiên mà sao... Sao cá thế? Có kinh nghiệm rồi, em để... Bắn thiệt. Hết rồi, nhanh lắm. Thấy chưa? Ok, em tự máy giỏi quá. Kinh lắm. Em vẫn cứ nhớ em là thằng nạp đạn viên nên là... Ô, thằng này giỏi chứ nhỉ, nó toàn đi vào đúng cái chỗ vậy. Cái đầu là dây này ngon. Ô được. Động cơ này ngon. Cái gì đấy? Ô kia về uống thuốc độc. Chết mẹ. Ai đi mà thuốc độc à? Ôi sao con mẹ. Mày có ai mà không uống. Mẹ uống nhanh. Con mẹ. Thấy cái lọ thuốc nhảy ra đớp nhanh mà chúng nó lấy mất. Đáng yêu vãi. Nếu thể hiểu đời. Đời tôi là cô liêu. Thôi đúng là thân phận thật máy. Đến con cua nó còn đéo nó còn còn phân biệt. Sơn Áo lái cẩn thận nha, hết đạn rồi để. Tao bảo. Ô có tia lửa anh ơi, có tia laser này. Có mới mới được. Ngon. Nay buổi tối không phải lo. Ui.
anh ơi, khi nào anh không bắn Tiểu Liên thì anh bảo nhá, để em đi tìm lỗ anh Vá. Ở đây Pha mua được cô đấy. Em yên tâm, anh lỗ nào anh Vá nhanh lắm. Anh chỉ chuyên đi vá lỗ thôi à? Để giết trùng. Anh chuyên môn làm đầy lỗ. Ôi nhưng mà chưa có đồng nào anh ơi. Không đồng mà buôn bán đéo gì. Hay vào cướp đi, xem vừa cướp, đánh cho cái đến cái kiếm trong tim này còn đéo có thì anh làm sao được? Em có hồi máu mà. Hồi máu mà không có kiếm, đam không đủ đâu. Ôi, có con sen anh ơi, trong này có con sen này. Thôi thử cướp đi anh ạ. Thế thì muốn cướp bây giờ thì phải đi ra góc, chứ không có hai cái tấn công từ hai hướng thì đéo sống được đâu. Em đứng ở trong cùng à. Đúng rồi, hơi chậm chậm một tí. Vì đứng xa đây, đứng xa này. Đứng ở đây cũng chết đấy. Đấy, đứng gần ra một tí nào, 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3 anh. 2, 3 anh. Mày là một tao à. Em có lùi nhá, em có lùi nhá. Nó gọi hội nhá, Ui, ui, ui. Ui, có vẻ hơi lát. Ui, sướng đấy, anh vẩy máu sướng đấy. Sướng lắm, rất sướng em ạ. Sướng lắm, sướng lắm. Tôi xong rồi. Đó, xong rồi kìa. Sướng lắm. Đấy, sướng nhỉ. Lúc này hết lát rồi, lần sau thì... mình chơi mình phải chơi trò nhảy nhảy cách cách ấy. Này thì vẩy máu này. Bảo rồi không có kiếm có vẩy được đâu. Đam kiếm nó gấp 3 lần cái đam của cái kia cơ mà. Không đánh được đâu. Sao nhát 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 nhát. Nhát nhát. Đấy nhá. Có sen. Có khi lại để custom. Lại custom à? Chứ nữa. Custom thì custom. Tùy chú. Thật, hôm nay là luật của Sơ Ngáo. Nhà của Sơ Ngáo, luật của Sơ Ngáo. Rồi vẫn phòng DCT, vẫn password như trận trước nhá. À đây em mua được cái kiếm rồi, có gì lần này em cầm kiếm vậy. Rồi kèo đấy. Rồi vào đi. Chào mọi người, có vợ chứ chưa? Thật thề, có vợ. Thật thề. Thật thề đâu. Nghe thấy điêu điêu rồi. Chả có thằng đéo nào mà nó lại thề là tôi có vợ rồi. Nó toàn thề chưa có vợ. Thật. Điển hình là anh. Anh có em là vợ mà, sao em cứ vã vẩn nhỉ? Em trai xem mẹ. Kìa anh kìa, có em nào đang bảo anh hú tên anh đi kìa. Hả? Sao lại hú tên anh? Em chó. Có một em sò đang muốn gọi anh gọi tên em ý. Tên là gì? Anh có nhìn thấy đâu? An Nhi nè. An Nhi à? Ôi anh yêu An Nhi. Mai có đứa làm nhạc chung. Chứ bây giờ thì vào kênh đó phải tận dụng các em gái đây đông. Kiếm tạm một em về kênh. Có đi kênh. Ôi chết rồi. Cờ Lê làm nào nhở? Chết vào chưa mẹ. Sao đây? Lát hay sao? Nó hơi sật. Mọi người vào hết chưa? Vào rồi. Rồi em vào rồi. Khi mai phải cất ảnh. Mang tiền. Ừ, để ảnh trong... Chơi súng ấy nữa. Nghìn viên cơ mà. Nạp đạn viên đâu nhỉ? Đây. Chưa? Đây em. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Hôm nay không có custom anh ạ. Chắc custom thì chắc là phải khoảng tầm thứ 6 nhá. Thứ 5 hoặc thứ 6 thì sẽ có custom. Ngày mai thì sẽ có một cái event PUBG Mobile. Để anh em vào chơi. Ok, anh em yên tâm. 1000 viên đạn tranh vũ tha hồ. Xạo luyện công. Anh Dũng ơi, anh xem stream của em, anh nhìn cái webcam ấy, anh có thấy giống cái anh YouTuber Sam Acid không anh? Sam Acid là thằng đéo nào? Em thấy cũng bảo giống mà em chả biết là cũng giống. Không, một cái mặt. Xe Nemesis ấy hả? Anh chỉ nhớ là cái gì Nemesis. Ngày xưa anh có cái... Nemesis là cái gì nhở? Anh biết đéo được xe Nemesis là cái gì? Xe Nemesis là cái gì nở yêu vậy?
có tên của một chị người mẫu ở trong Victoria's Secret. À thế à? Vâng. Đéo nó lại giống sương áo, thứ đéo nào? Đéo hiểu. Tôi là sức mất giống sương áo à? Fuck. Đi mai đi độn ngực này nổi tiếng. Đỡ phải... đừng nằm ở đây nhé. Không cần phải độn đâu, cỡ của sơn áo giờ mặc cái áo push up ấy, kéo vào, mua của em Duyên ấy. Đâu ra cái cốc. Vá tao luôn rồi, vá tao luôn rồi. Làm gì có cái gì thủng mà vá, mày bị điên à? Một trăm bộ tao không máu kìa. À, có mấy cái vết nứt à? À đây. Le. Le. Anh Dũng ở đây nhanh nhau nhé, đánh nhau nhé, chuẩn bị ra nhé. Em có kiếm. À có. Có kiếm rồi thì không sợ đâu. Sao lại có kiếm vậy? Chúng mày ra trước đi, bị nó bắt đi. Lên level là mua mà. Thế thì đéo rồi bắt tao. Tính cả rồi, đéo ra trước là bị nó tóm đầu tiên. Kinh nghiệm lắm. Đập nó đi, đập vào tay rồi. Sao ngái nó phải vượt, nó vội vào. Nghe cho cô, nghe là mới kích thích luôn. Đúng rồi, nói nhiều vào. Đập vào mím môi. Giống cả phim trưởng ấy. Kiểu đấy hả? Vâng. Chém nó nhanh lên. Fuck cả cất chém cái đây này, sự... Cái này là anh chưa để custom mà hay là anh để custom rồi đấy không ạ? Custom thì 12 cái máu đấy. Thật. Bố ạ. Ngâm chém. Ôi giời ơi, nó bắt anh rồi, con khốn nạn. Bố nhá. Anh Vũ nghe nhà một gì đấy. Em chém vào tay rồi. Còn người là còn thổi nhát thì tôi đến đâu. Thổi sáo ạ. À. Máu thì okay. Nhéo. Không phải có kiếm nữa nhá. Ôi trời, anh chết thôi. Từ từ em về. Em mút máu rồi, em hết máu. Nhìn anh với cả coi như là Thúy đây này. Anh với Thúy phối hợp vậy. Chờ một tí. Mấy giây em bị chém nhiều quá. Anh với Thúy mẹ một mình solo mẹ luôn. Còn có hai máu chết mẹ nơi rồi. Sắp xong rồi. Cố lên. Yeah. Thấy chưa rõ? Yếu quá. Tại vì sơn áo vừa thấy nó chết thì lăn ra. Thật. Không chưa? Không được gì không? Tớ tưởng chết rồi nó ra cái đồ nhỉ? Tớ tưởng trên này chắc là còn có đồ gì nữa đấy. Ở đoạn trên này đã đi chưa? Còn á? Trên cái dây xích cái này. Ôi mới thấy mặt thì giống giờ khác. Chả có gì cả, hết rồi. Hết rồi anh ạ. Trên này chỉ có mấy cái đèn thôi, không lấy được. Ây, đừng thật. À ông Dũng thì vậy, cầm ngay cái kèn xong rồi về đắp chăn. Chẳng thế. Hóa ra anh ấy bảo là nhặt đồ đi để mọi người chạy ra nhặt. Còn có hai máu không về nhanh, chết phọt xịt. Đây đấy. Đấy, đấy ạ, phun mẹ rồi, ra đấy. Nạp đạn điên rồi. Em ngủ rồi ạ. Phải tiếp. Yeah. Mai sau lấy vợ nên vật tính. Sợ vợ mày rồi. Không, sợ vợ anh ấy. Nói thế, mất quan điểm. Gì ra cái đấy, lên livestream thì giả vờ thế thôi. Chứ còn ở nhà tắt livestream rồi hành hết. Vợ và bố láo tát cho phát quay mặt như quay đi, quay đĩa. Chẳng bóng thông điếp ngay. Rồi, xong rồi. Anh Dũng mở máy đi anh Dũng ơi. Mở lỗ. Ủa, không bắn xuyên được qua cái... Đã. Đã.
nói gì đi, kể về quá trình đánh giày hàng ngày như nào đấy đi. Nói gì nhiều vào. Để im lặng thế. Em vẫn run quá. Thế thì trình bày tại sao lại run? Hai mẹ bắn tiểu liên. Vũ bị điên mẹ rồi, custom đạn mấy nghìn viên. Vũ đang run. Đang run. Ôi lỗ anh Dũng ơi. Đây, anh sẽ lấp đầy lỗ em ngay. Đó, xong rồi. Mẹ bỏ xương cá này nó không chịu chết. Nói chung là cũng định nói nhưng mà kiểu cứ run run kiểu sợ nói gì anh em này thì lại chê chưa biết nói gì cả, anh em thông cảm. Hôm nay mới buổi đầu nên hát mẹ bài em ạ, hát mẹ bài quốc ca chứ. Được. Ừ, hát đi. Làm bài luôn. Có bài gì tủ thì hát thử. Ui giời. Không biết nói thì cứ hát thôi. Cảm ơn, không có tiền mà cứ vào hệ chợ chúng mấy làm ăn. Cướp tiếp rồi. Lần này có kiếm rồi, không sợ đâu, thằng Vũ cầm cái kia ra là được đấy. Nhiều máu này, sợ đéo. Hai kiếm với lại coi như là ở đây mình thoải mái mà chiến. Đấy đúng, góc này này góc. Có laser anh ơi, có laser với cả có động cơ ấy. Xuống dưới này có góc này đứng được đấy. Trên này chúng nó leo lên, nó mới leo đến chậm thì mới có thời gian để hồi máu với nhau. Này gì hả? Chỗ này nhá. Ok. Hello. Mày lô. Hello my friend. Lô tỉnh báo. Ui thằng này cũng nhảy. Hay nhá. Lô. Lô. Mày lô. Mèo kêu. Lô. Mày lô. Mày lô. Mày lô. Mày lô. Về máu. Đó, máu đâu. Mình có ba lô hết rồi, chẳng cần nhận ba lô nữa. Sướng quá. Đẹp, sướng quá với đâu tôi. Anh Dũng nhận ba lô đi kìa. Ba lô anh có rồi. Mình cứ đứng ở đây, nó không chém rồi. Lát. Ờ, được. Hay. Con ở dưới này. Tầng dưới này các em ơi. À, vâng. Vừa có tiền vừa có quyền này. Ôi, con dưới có cái thằng lên. Dòng như đi chữa bệnh nghe bác sĩ nói mà mới ra trường à. Ui đạn này sướng quá. 1000 viên mà em đi đéo đạn. Đạn đầy mồm như giờ đạn nó là biển cả rồi. Ừ nhờ quên. Thời buổi kia nó đã qua, khó khăn nó qua rồi. Lúc chơi kia thì chả thấy đâu nhở. Có phải đi cướp đâu mà có dám cướp đâu mà chẳng thấy. Ừ nhờ quên. Chúng mình hôm nay tôi mới chuẩn bị được có 40% thôi. Chưa kịp mà. Ê, mới có 40% thôi. Chưa được lắm. 40% thành công lực. Ê, nó vẫn còn nhá. Nó vào cho mẹ trong tàu rồi đi này. Ủa thế à? Ờ. Ủa thế à? Đây. Bắn cho mẹ đi. Thằng áo đâu? Anh nói gì đi. Đây, đang. Đâu mẹ ông ngủ kìa. Hết máu gì chả về ngủ. Ra ngoài nhanh, nhanh. Đây. Ủa anh Vũ vẩy máu thích thật. Anh còn vẩy cái khác cũng thích thôi em ạ. Anh cầm cái đấy anh vẩy thôi rồi luôn. Tung tóe luôn. Ví dụ bác nhà sợ đạn lại còn sắt xoắn à. Đạp đạp em ơi. Ôi cái thuyền nó bị đẩy lên cao. Tăng phải tăng động cơ lên tí nữa. À thế anh em mua áo của anh Dũng chưa? Ừ đúng rồi, đấy ví dụ thế chẳng hạn, nói đi. Thuê bác gì chưa? Thuê bác gì chưa? Thuê bác gì chưa? Ta gọi bác gì thôi nhá. Được đấy, nói thế này thì anh ủng hộ. Gì chứ nói thế này thì tốt quá. Mọi người đã... Đánh PR mẹ rồi. Mọi người đã like fanpage của Trực Tiếp Game chưa? Like và share nữa nhé. Live và Sare. Live và Sare. Live và Sare. Xong có mẹ ở chung giả.
không có cả lì. Quá là đơn giản. Mẹ toàn xã thủ ở đây. GoPro truy kích. Một đứa đang công mình là thằng bú phêm nói nhiều hơn cả thằng đê bút. Thường là thế mà. Thường là thế mà. Đúng rồi. Bú mà lại không ngồi không thì bú sao được. Mồm phải chẩu chẩu ra. Bú liên tục mút mát. Mạnh sao được. Bà đè lên, bà đè lên. Đây. Bình tĩnh, tôi vẫn bật chứ. Anh để tối quá. Anh nhìn cái gì? Em thích bật đấy, bật điện à? Anh thấy bật cái khác hay thích tắt điện, em thấy thích bật à? Được đấy. Em sẽ bắt khám phá được anh ạ. Custom để 20 máu còn đâu thì custom chủ đế chị cá này sợt. Mấy khi mình nhớ custom hỏi xem mọi người mọi người đã đi ỉa chưa, ăn cơm xong đã đi ỉa chưa? Mẹ sự chuyên mơ 2018 đấy em ạ. Mẹ no nắng cho viewer thế gì nữa, từ miếng ăn lên đến giấc ỉa. Nó đấy. Đi con này nó có phải xoay vũ xoay một vòng kia bắn đi đúng rồi kiểu nào phải vậy vẫn lách được. Hỏi anh em ỉa chứ phải hỏi câu tiếp theo anh em ỉa có đái không chứ. Ừ. Liên tục vào. Đúng rồi, hỏi nhiều vào. Đã rửa tay chưa? Xà phòng anh em rửa tay là xà phòng gì? Ôi ôi. Bạch tuyệt có vào mẹ nó rồi. À, thế sau vụ debut này được đi liên hoan gì không nhỉ? Thật. Có ít hơn. Nhà 3 tỷ thôi. Em nói vã cả mồm. Ba không chưa máu không chưa. Rồi. Một cái kiếm mê đam to thật đấy. Đã mà. Chém một cái. Ơ, có đang gần luôn em. Ơ, tao tưởng mày lái vào rồi mà con lại tưởng cái gì. Thật. Ui, nó lên đây chém nhau mẹ ơi, nhanh vãi lời. Ừ. Hôm nay hỏa mì hot người ít anh em không cả. Vì anh nghe nói là em livestream em mồm 5 miệng 10 lắm cơ mà. Này. Nói ít thế. Em cứ nhìn thấy anh ấy, em sợ, chả hiểu sao. Ở kia có quái vật khang kìa. Này, ui con này nó chỉ mẹ. Nó ngoặc mồm đấy. Lần đầu tiên chơi trò này được chúng nó cho cầm súng tự sư. Mọi khi kìa anh đi xa ra, nó cắn anh bây giờ. Đéo có nó cắn anh nhỉ. Ui nó ngoặc mồm bây giờ. Yên tâm. Súng anh mẹ nòng dài to lắm. Hoạn đi chỉ biết cười. Tại cũng chưa biết nói cái gì cả. Không biết nói gì cả. Đây là kênh của mày, mày không biết nói thì ai biết nói bây giờ? Ok. Khổ. Kênh của em, nhà của em, lãnh địa của em, không biết thì ai biết. Ơ cái kèn này anh này. Ai để lại kèn này? Chào Phương kèn. Anh vứt kèn đấy hơi ghét đấy. Chào Phạm. Kèn đấy khi mà anh chết ý, thì nó sẽ thổi từ máu của anh. Thấy á? Tức là ví dụ mà chết thì mình sẽ bị mất cái máu mắc đúng không? Thì mình sẽ không bị. Thôi anh chỉ thích người ta thổi kèn, anh nghe thôi chứ còn anh không thích thổi kèn là vấn đề gì đâu. Yeah. Thật okay. Anh thích người ta thổi kèn nhưng mà anh không, anh không muốn tự mình thổi. Anh lên phần đèn anh ơi. Rồi đây, vào từ đây. Ok. Chỗ này nó tự che đi cái đống kia, thằng nào nó chui vào cái đan gần luôn. Không quan trọng, quan trọng là em yêu anh. Rồi cảm ơn em, anh không yêu anh lắm. Đấy, đấy lại sò lông rồi nó tả đấy. Ôi. Không bao giờ trên kênh anh có cái comment như vậy, khổ. Chắc là trừ bây giờ lúc chết đã bao giờ có cái vinh hạnh được một em viewer cái coi như là vá tông đéo nào. Anh Dũng ngày xưa cũng thế này mà, ai bảo ngày xưa thế.
hoa Phật. Ngày xưa của anh nó có một ngày xưa của anh, anh quen biết là ngày xưa của anh nó trường hồi anh debut anh đã dâm dơ rồi, không hiền nghe đâu. Em vẫn còn nhớ cái hồi mà em mới xem anh, như là hồi đấy anh còn tôi với cả các bác. Tôi các bác nó là thời đấy thế, về sau phải theo phong trào trend anh em. Nói thật với anh em, như hồi đầu livestream ngại ngùng lắm, không biết nói cái gì. May về sau có team harem vào, bắt đầu tôi mới mồm 5 miệng 10. Ngày xưa biết tán gái đéo đâu. Thật với anh em luôn. Tán gái nhiều. Hả? Nên lôi ra Nguyên. Ngày xưa không biết luôn, ngày xưa nhìn thấy gái là đã sợ mãi rồi, tránh xa. Điều. Nó mà đến gần chẳng may, nó chỉ cần đi qua nó quệt người một cái thôi là đúng quần ướt mẹ rồi. Ôi. Vá vá vá. Bây giờ vẫn thế đúng không anh? Hả? Bây giờ thì quyền khác ướt. Mọi người thông cảm, để mới hôm đầu vẫn còn nhiều. Thực ra là nếu mà livestream mà kiểu chơi bình thường hay là kể cả có cam ấy thì tôi cũng không ngại đâu, nhưng mà tại hôm nay là chơi cùng với cả team đùn chứ không phải tao à? Đồ tôi phải lơ. Rất bù lạ bù lêu. Chắc hôm nay đói gì, mỗi hôm ngồi live stream anh Dũng ngồi còn quen quen bắt cơm ăn. Thật. Ôi giời ơi. Bắt rồi thế, giá thôi. Hôm nay chưa kịp ăn gì, đang đói. Rồi. Bình thường là em mà chơi với các anh là nếu ví dụ em có livestream là em cũng toàn một là tắt mic, hai là ý em bây giờ là em muốn bọn anh tắt mic gì? Anh tắt luôn. Trời ơi, ý bóng, bảo là anh thật, không có điều gì cả. Bóng gió vậy, thằng này gió. Bóng gió nhanh vậy lờ. Thôi tắt mic thôi, đến này thì khổ với chứ. Bóng gió xấu hổ, ngại ngùng quá. Anh không hiểu lòng em. Lúc đổ kìa, chút đổ các em ơi. Ôi xuống. Đã tắt cái kia chưa đấy? Rồi anh ơi. Tắt cái đéo gì? Tắt cái nổ lan đấy. Tắt rồi, sợ. Em nhặt được khẩu súng rồi. Thôi nhưng mình vẫn đi tiếp nhỉ, đi xem có cái gì. Vừa về đang vá thuyền ạ. Thuyền bị lỗ à? Thủng lỗ à? Comment hình như bị lag đúng không anh em? Sorry anh em nhé, hình như bị lag. Xem comment nữa, cứ bị lỗi. Để tôi xem lại một chút. Từ nãy giờ có mấy người donate rồi? Mới có 2 người donate. Chết rồi, anh em phải donate đi chứ. Còn nói nhiều hơn chút, anh donate nhiều rồi. Thì chúng em sẽ... Sơn giờ... là cái tỷ lệ nói đó, tỷ lệ thuận với cả cái số lượng donate. Donate nhiều vào nói gáy nhanh. Đúng rồi. Bây giờ donate 1 triệu tổng 1 triệu trở lên thì anh Dũng sẽ khóa mic. Được chưa? Tôi đưa ra làm là khóa một thôi, một củ anh em ạ, khổ. Đấy em xem đấy. Khổ lắm, vào bú phê một tí mà chúng nó gắn gắt. Anh ơi. Sao hôm nay có 15 người xem kia? Đấy 16 là rồi. Kênh anh rồi. Anh thật, anh có 8 người nhỉ? Là bạn biết được thôi. Đây. Nhà donate to lắm. Nhà donate kia dài lắm. Tôi lát anh em xem bị lát á. Anh có thấy lát gì đâu. Bình thường mà. Vâng. Anh Dũng nghỉ stream. Anh mày hiểu lòng anh. Đây, em hiểu anh mà anh chả chỉ hiểu em hiểu cả. Anh chỉ anh hiểu em. Không nghỉ đi chơi đi anh ạ, em thấy mất mạng quá. Chơi với ai? Em chơi với người yêu. Sơ áo thì debut, Facebook cao L đặt up thì Đà Nẵng. Vũ thì sắp lấy vợ, anh chơi với ai? Vũ sắp lấy vợ ở nơi gì? Ôi anh ơi, chết rồi. Ôi đồ cu nó vào. Anh bị mẹ đỉa rồi. Ôi nó đang đập bán rồi, ôi. Nhập súng. Tôi xong rồi, bị bệnh rồi, chán ơi.
cái bệnh này tí nữa phải có cái con bạch tuộc vào. Cái bệnh này, chữa được bệnh này, chữa được bệnh rồi. Chữa rồi. Cái này xịn nhở? Cái này anh mua. Tinh phết. Lát đập máy em nhá, lát đập máy cho được lát. Đấy, anh em thấy kinh không? Gáy kinh á? Không hiền như tôi đâu, tôi thấy em giật lát, tôi còn chỉnh sửa đây sơ ngáo, bảo đập mẹ máy đi. Gắt lắm. Gắt nha. Thế mới làm đầu quân của nhiều em sò được, như anh Dũng mà chưa được. Giống cái thằng gì trong Quỳnh Búp Bê ấy. Tiếng vô miếng. Thôi thôi ạ, miếng có hay không biết nào được. Đấy thì phải nhờ Thúy giới thiệu đi. Làm gì có mống nào. Ui, ui khiếp, mặt anh xùi tở quá. Đéo tự chữa được bệnh cho mình. Vứt cái đấy đi, vứt cái đấy ra. Đéo ai chữa cho kệ bệnh. Ôi thì chết rồi Vũ Anh, chém anh ấy, Vũ Anh bị bệnh rồi. Nó lây đấy. Ai mà anh đứng cạnh. Ui nhiều con đấy, nó thật sự ở đây là gì quá. Thôi em vừa mới chém cái bọn kia. Bán xong chưa. Thôi đừng ra chỗ này nhá. Còn một lốt nữa, ở trên em anh vào em. Rồi xong rồi. Rồi hay lắm, Vũ chữa được bệnh cho mình nhưng mà nó đéo chữa bệnh cho đó. Kiếp mặt xương áo sủi màu gà sợ quá. Ý nữa xong rồi. Đặt vào số. Đặt kiếp. Rồi anh bắn nhanh quá. Đấy, đúng rồi. Ngoan đôi anh em, Thúy hư lắm. Thì bad girl. Thì lòng với đau tôi. Thì cái này rồi. Speedman trở lại con mẹ rồi. Là sao? Speedman U đã đi nên mà. À đó, thấy cái áo của anh ở đâu nữa. Ở đâu vậy? Cái hot của à đây rồi. Ok rồi. Nát rồi. Đấy. Ủa sao dưới này lắm cá thế? Thúy bắn tạm cho anh Vũ vào kìa. Không hiểu sao không bắn được bạn ạ. Bạn thử xuống rồi bao giờ mà xem. Thử xuống ai lái tàu bạn ơi. Đấy rồi, anh bắn được rồi. Đấy, không có vào, tự vào được. Sợ. Ok. Con này. Ôi. Biết bao nhiêu. Bắt tuột. Anh chỉ còn có một máu thôi, con lưỡi Vũ. Nó đeo ấy thằng gì? Hôm nay anh Dũng chưa like, là tí nữa anh Dũng có ý định nghỉ like. Gián ok. Gián tiếp game này, anh Dũng làm gián tiếp game. Series mới của anh Dũng. Anh Dũng ơi, anh bảo AFK mãi không thấy. AFK với em nhé. Ok. Bóng clip. Ôi, chết rồi. Chỉ có xin không đi chơi mà phải xin người yêu. Như xin phép bố thì đi AFK với anh làm sao được. Ôi anh ơi, đấy là cái hình thức thôi. Ơ thằng sơn ngáo nó chọc bọn tay. Ôi sao. Cái gì đây? Ơ đã vào cái đã đánh bọn anh rồi à? Chọc bọn này. Ôi thôi, xin đéo nào. Bọn Em lướt tay. Hôm nay ngày của sơn ngáo mà anh. Ờ đúng. Ngày máu lắm. Vậy máu anh ơi. Tam, anh có súng ở đây không phải sợ. Anh Vũ, anh sửa được cái bệnh mà gân gân ở trên mặt không anh? Có. Chữa được đấy. Da nó vẩy cho. Em có súng này. Em là sổ găn hay sao ấy? Em là sổ găn hay sao? Em là sổ găn hay sao anh ạ? Cứ gắn chậm lắm. Súng mới sóc lọ mới sướng. Thế rồi à? Cướp ở đâu? Trên này, đây. Sao như sơ ngáo nháy. Con kia. Thùy có súng ngon đấy. Có sen rồi, yeah. Sen mới à? Ôi sen này là sen người đéo đỏ lom kia. Sen tự cứu à, hay đấy. Sen cứu, đéo phải sợ. Sen này kinh phết nhở, sen này nhìn trong người trông như kiểu là người mẹ, người đá. Đây, đang bắn đây. Giết đi,
diễn chết rồi còn đâu. Lái tàu thì bật nitro lên. Nitro là cái mẹ gì? Ấn nút cách ấy là để à ừ nhờ, quên nhờ có thuốc nổ, quên mất. Rồi, thank you anh em, có thuốc nổ, tôi quên mất. Quên. Vũ cầm cái pin xuống dưới nhét vào đi, còn vào đây nhìn cái gì? Và... Lái trưởng bọn. Đang dũng không sửa chim đốt nhà sơ ngáo kìa. Anh em đốt đi. Report kênh sơ ngáo kìa, vãi trưởng. Mày ra trả chỗ đây. Đấy nói rồi ra đi. Đây người xong rồi. Đấy bị bệnh mà chết trăm máu luôn ạ. Thank you quý nhá. Ôi dồi ôi, nhìn con sen này trông nó dị dạng quá. Hai cái mắt của nó là hai cái xương chọc vào, nhìn trông chả đáng yêu như cái con sen trước nhau cả. Trông không đáng yêu đâu, hơi ghê. Mồm lại còn há hốc ra giống kiểu chỉ đợi Busku, khiếp quá đi mất. Chơi con sen này đâu. Anh ơi, mở ba viên đạn lên cho anh Vũ, anh bắn một phát, ba phát luôn. Ờ, thế à? Shotgun này bắn đạn mạnh thế. Bắn ba phát một lúc đi anh. Né đi, sưng nào ơi. Đâu, em đang cố tắt. Nó bơi nhanh quá. Chết luôn rồi kìa. Thì mình ghê vậy. Bắn 3 phát đạn lúc khỏe đó. Độ được cao lắm. Thank you Huy Phạm. Mày không phải là Huy Phạm à? Thế em đang What the fuck của mình. Có cách nào để làm bàn phím nhỏ? Khoe bàn phím cơ anh em cả. Nay vuốt tóc lên ăn thì nay là buổi sáng thì là tôi có đi ra cái chỗ anh cắt tóc, tôi cứ ngồi đấy thôi, ngồi đấy chầu trực. Thế là anh ấy mới ra, anh hỏi tôi là thế mình làm gì, mình cứ đứng đây từ nãy giờ tao đánh giày đâu. Thì tôi bảo là bây giờ em tối nay em có một cái buổi quan trọng lắm, em cần phải nhưng mà em không có tiền, không mua keo. Thế là anh bảo là anh đánh, phải đánh cho nó giày suốt từ tầm 7 giờ sáng đến tầm 6 giờ chiều mới vừa mới xong. Đấy. Thì nó mới cho được ít keo nên là chuốt tóc lên đấy. Hôm sau không có này đâu. Hôm sau là cứ tóc bẹt thôi. Đang đoạn đầu kể đang anh, đoạn sau đã nó rồi. Quái đài. Thì bây giờ nhờ bà đi. Mặt nó mình chỉ thế. Sao tự dưng bắn tiểu liên nhá. Cái đường đi lối nào ấy, đúng chỗ nào ấy? Bên này hay là tiểu liên khỏe nhở? Ui, lại con khác kìa. Thì đấy, thì nếu mà anh em phải like share nhiều vào, có tiền thì mới đỡ phải đi đánh giày của nó. Có tiền thì vênh mặt vào cắt tóc được, chứ không có tiền thì phải khổ thế đấy. Từ mai phải bật cái chế độ tặng sao nữa ấy. Thì tặng sao hay phết. Đấy bảo Thúy giàu mà 7.000 sao rồi. Thế bị nhiệt rồi. Bị triệu đô rồi. Có cái gì này? Ôi, khép mẹ chung con sen kìa. Vãi tổng. Thì tránh cái quả đỏ ra nhá. Cái đấy bị giật điện à? Đây. Cả vào là liền tương đấy. À. Cái gì? Lai xe nhiều à? Có được chơi anh không? Có em. À không, tôi không like YouTube anh ạ. Tôi chỉ like Facebook thôi. Từ giờ trở đi là chỉ Facebook thôi. Bởi vì YouTube thì mất kênh rồi. YouTube mà... hater nhiều quá. Mất kênh. YouTube bị rách ma cho lên cân rồi. Livestream C1 ngoại hạng Anh à? Giống đạt óc rồi. Cẩn thận vào. Đừng livestream đá bóng. À bóng đá. Nguy hiểm lắm. Đâu có thanh niên mời sư ngạo vào làm admin cho Severus nhưng mà không làm. Bị bỏ kênh luôn. Phá tàu em thôi. Đây, bình tĩnh. Cả tao lẫn sen đều đang phá đây.
vá phọt cả ship ra. Trên này còn một lỗ này. Không bắn đấy, không bắn. Sao giọng anh to, giọng mấy người kia nhỏ. Vừa nãy thì mấy người kia là bị Sơn Ngáo tự chỉnh cho xuống cái mức độ nó đéo nghe thì gì anh em. Giọng kênh của Sơn Ngáo, quyền của Sơn Ngáo anh em, luật nhà nó. Chưa đi tiếp chưa? Sao đi à, đi vào, vào trong mấy giờ? Đang gần giờ. Ôi giời ơi. Đang gì đánh anh em? Giờ khỏe của mẹ ra rồi. Anh ơi, em có thuốc nổ. Ờ ném đi. Ừ đúng rồi, mình có súng mình cứ nổ đây anh tắt cái chế độ nổ đồng đội rồi em đéo sao đâu. Kìa xăng dầu kìa. Ơ cờ lê cờ lê. À cái gì, cái càng của anh. Cái càng này có chữa được nhanh hơn không nhỉ? Chắc nhanh hơn. Nhẹ à? Ơ tôi cứ tưởng là chỉ có kênh anh Dũng mới còn bỏ lạc. Kênh tôi có vui đấy. Bò lạc không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ đi từ kênh này sang kênh khác. Hôm nay Dũng nghỉ mà anh em. Mọi người sang đấy kiểu gì vậy? Cách ra. Vừa đi vừa cách ra. Úi giời ơi, cứu anh! Cái gì đấy? Đây rồi. Ôi, đéo đây, vô mẹ sao kìa, con đéo đấy. Kinh vắt cả lìn. Mình lag rồi, không lên đấy được. Tốn được mà. Ở đây vẫn còn này. Đích luật bảo toàn bò lạc đúng không? Xe nó xấu nhưng mà nó có hiệu quả. Trời, không cần xấu đẹp nữa rồi. Đây trên này vẫn còn này. Lên cầu thang này, còn con này. Thì hôm buổi đầu thì nói chung là với cả là chơi với cả ít phút nữa thì nó cũng hơi gọi là ngại ngần. Đấy, vì là đổ tội cho tôi. Đấy lại. Không nhận được tiền thế này à? Mọi người lên nhặt tiền ở trên này, có cái tiền đấy em không nhặt được. Em nhặt là tự động mình được hết mà. Em không nhặt được anh ạ. Kệ đi. À cái đấy nó không phải là tiền đâu, hết rồi. Ấn em không được là hết rồi. Chắc lác. Tên này vẫn lác lắm. Lác lắm. Vũ đã về tập trung bắn rồi. Hôm nay em thấy nó là đòi cái gì đấy. What the f- thằng này thỉnh thoảng nó chơi hàng anh ạ. À, em chơi nó lâu em biết rồi. Ngoài những lúc mà nó chim với anh tử tế ra thì nó sao lại xe lại ngồi mẹ bệt như thằng điên ở chỗ đây này. Điên à? Kìa. Thì em xuống đây làm gì? Tự nhiên chạy dưới đây hôn anh à? Em đang xuống xem con sen nó như nào? Sen nó ở trên cầu thang, nó ngồi như con điên ở đấy. À kìa. Lát à? Anh em xem lại xem có thấy lát không? Sao tự dưng anh bắn tiểu liên vậy? Tiểu liên đâu? Úi dồi ôi anh ơi! Có con. Quay như trong trong. Anh em cứ tranh cãi nhau nhiều lên nhá, cho tôi nhiều comment. Tốt quá. Em cãi nhau đi. Quý vào chửi một hai câu đi cho. Vì một tên khác. Em xem stream của Thúy, em xem em vào em cãi nhau với cả viewer ấy. Cho nhiều tên khác. Ông nào giọng giống TTG nói lắm thế đấy. Nhân viên TTG bật sốt, không nhận ra giọng của sếp. Vào còn hỏi ông nào ấy. Linh cẩn thận đấy Linh ạ. À. Ông là Linh à?
Thực ra là chẳng biết là Linh là đứa nào, nhưng mà shop anh chỉ biết là có mấy đứa anh quen mặt, anh nhớ mặt thôi, còn tên tên thực sự là gì anh không nhớ. Linh à, rồi mà anh già chỉ biết mỗi Chi thôi, shop chỉ biết không, mỗi Linh nghỉ chi. Rồi Linh nghỉ rồi, Quang Linh nghỉ rồi. À thảm nào nghỉ rồi, thành ra là mấy Linh đấy là đập mà. Thế chỗ này bật đèn làm đéo nữa nhỉ? Bật mẹ đèn, biển thì cần gì bật đèn. Ảnh ra vai rồi sau lưng kem mặt vợ đi. Ôi thôi xong rồi, tóm rồi. Có xe yên tâm, có xe nó cứu được. Kéo nó xe cầm cái bà vẫn cầm viên đạn. Hay ngon. Giả đây. Giả cái bố. Linh. Ủa, mình đi ăn hôm bọn em đi ăn đi anh, em đang chim ấy. Có cái thằng bé Kiên mà hôm đi cùng đấy thì bọn nó cứ vào comment hỏi Châu Huệ Linh à. Khổ. Châu cũng gầy gầy, gần à. Giống. Gần giống. Châu Huệ Linh. Ơ, đây cái gì đây? Hello Phạm Ngọc Nhật. Tài con ở đây. Ai vứt cái cờ lê ở đây vậy? Có đồ, trên đây có đồ, có đồ. Quên. Ở đây phải giàu đấy. Quyển sách này làm gì nhỉ? Transcribe. Thử vào mặt thôi nào. Stream từ 8 giờ anh em ạ. Có một chút thay đổi sớm một tí. Từ ngáo stream này là còn sướng đấy. Châu Huệ Linh ngồi live stream có mặt bọn nó toàn vào bảo làm mắt láp đi em. Làm mắt láp đi Châu Huệ Linh. Khổ vãi trường. Hello Yến Vi luôn mọi người. Yến Vi. Đấy anh thấy chưa em bảo mà. Yến Vi hồi xưa anh nhớ có phim Yến Vi xem hay lắm. Mà anh phim sách hả anh? Ơ Vãi Lịt. Không ngồi ở cái chỗ ấy là thằng về xe nó nhảy vào nó bắn ạ. Vãi cứt. Ơ chứ để nó bắn mẹ đi đéo được. Để nó bắn xem nào, để nó bắn xem như thế nào. Khéo lại mẹ. Ôi sợ nó bắn ngu lắm trong cái kiểu. Quên đi. Nó là bắn máy nó bắn. Bắn ngu lắm gì đó, nó cứ đờ mặt cả. Donate đi anh em, donate thì xem được xem mắt lát nhá, donate đi. Sơn áo làm mắt lát đi Sơn áo. Donate. Ui, được chèm. Đấy là nỗi khổ của những người stream với cả mắt đen, anh Dũng ạ. Thử thách 3 ngày trong chuồng chó à? Thì anh em nhớ donate nhá để Sơn áo làm những thử thách. Hôm trước còn thấy béo nào là còn thử thách chấm tất cả mọi thức ăn với cứt. Thì vãi cả, không thể hiểu đổi. Chấm mọi thứ với dầu ăn rồi các thứ. Có cả chấm mọi thứ với cứt. Kiếp. Anh, mẹ lục. Ôi. Điện là quên khoang lái bị giật rồi anh ơi, không ấy được. Xét ơi, vào lỗ xét ơi. Ôi, nó giật cho. Đã lỗ em lỗ. Thế thì làm nào hết. Đã lỗ, vào lỗ. Mất lỗ thế. Mất lát nào mới đâu tôi. Chết ai, đâu anh em ơi, đừng nhìn hết đây. Im béo đâu đang lên mày thuyết mẹ gì có. Rồi, reconnect rồi. This man quay trở lại. Béo khác được. Anh dùng mạng gì? Chào mọi người. Thank you anh em vừa donate nha. Sorry là lúc đấy bên đang mải ấy nên là chưa kịp nhìn. Anh em thông cảm. Ơ sao vẫn nhiều nước ấy nhỉ? Được tốt đấy. Cái gì đấy? Ơ sao bây giờ có khi phải xuống bắn thôi. Thúy em bắn đi, Thúy bắn đi. Không tì không? Không bắn được, không bắn được cái này. Anh, nó vẫn đang nghĩ anh cũng đang dùng máy bắn. Đâu anh biết rồi mà. Khó quá. Ở đấy, thằng robot nó bắn rồi kìa. Đấy rồi, bắn đi. Đèn ơi. Ở đâu bắn được. Không bắn được cái này. Rồi tới rồi, của lái lại. Phải dưới nước. Khó quá. Con này khó rồi. Ôi nhổ. Yên tâm đi. Ui. À nhưng mà em đang bị chết sạc. Em đang bị chết ngang thôi. À.
lên. Ai làm đạn không? Tôi làm đạn à? Đây 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 em. Ván tôi. Bot ơi. Ok. Anh không bắn à? Rồi, qua rồi. Lại bị mẹ ăn. Sương áo ơi, sao cũ? Rồi ok. Bắn nốt này nó sắp chết rồi này. Sao lại có một cái con máy khác nó vào nhỉ? Bắn đi anh. Ba. Nàng vái mà thủng nhiều quá. Không kịp luôn đấy, anh bắn nốt đi. Nốt đi, nốt đi, quay đi, bắn tập trung lại, bắn đi anh đang. Anh bắn đi. Phải có người lái tàu nữa. Đây em đang lái rồi này, em đang lái rồi. Ôi. Anh cứ bắn thôi. Lỗ bắn này đi. Cố lên. Nó sắp chết rồi. Ôi giời ơi, cố lên bắn liên tục vào kem. Rồi xong rồi anh. Nốt. Người phá được rồi. Tầng 2. Bắt nước lắm thế nhở? Bắt nước. Ui dồi, cái lỗ thủy to thế. Ôi kìa. Hôm nay em mất dậy thật. Ôi qua rồi. Anh Đỗ, anh cứ cười em mà nào. Anh thích lỗ rộng. Sẽ có con robot nào này. Đây, chỉ con sen mới đây. Con sen kia được, chết rồi. Được, bữa nay nó thay thế cho anh Vũ. Xong rồi cái game này nó lỗi, nó lại thu phục lại con kia. Mất mất con sen người đỏ rồi đúng không? Đấy, nó lỗi rồi. Quả dây như bộ riêng ép. Đây, để thế này được chưa anh em? Để anh em nói tiếng nghe tiếng cho to, anh em bảo không nghe gì. Xem vào luôn. Đâu vẫn còn con sen này. Sen này là sen khác. Đấy chính là cái con mà thay như thế anh Vũ đấy. Đỡ được cái con vậy mùi nhùi ngó thịt đấy. Mà ai bảo nó comment nhỉ? Đồ nét thì hết tiền. Hay quá, xe nó lái, à nó bắn rồi à. Em về vị trí áp đây để đi. Sương Áo có thể giải thích cho mọi người tại sao hôm nay lại chọn game này để chơi không? Giải thích đi. Đúng. Tại vì là không biết chơi game gì cả để chơi game này anh em ạ. À, ok. Bắn mất đi thì vào chắc là anh em chỉ ngồi nghe nói chuyện với cả nhà tù thôi. Đầu còn định rủ anh Dũng chơi đột kích mà vai đừng nghèo truy kích. Anh fan truy kích đột kích rồi anh chán rồi, xưa anh còn là fan truy kích rồi anh chán. À fan đột kích rồi anh chán rồi. Lại có chung mã rồi. Ui ui nó tóm rồi. Mày chết, nó tóm trượt. Chết rồi, chết rồi, anh Vũ ngủ và chết giờ này. Ném bom đi. Đây vào đây em đang ném. Em đang bắn sọc ăn đây. Vỡ đầu. Cái này ném bom nó có thể hạn chế. Nhiều đồ phết kìa, nhặt đi kìa. Nhiều đồ. Thank you mọi người, thank you Vi nhá. Anh Dũng đứng từ xa cũng được mà. Anh leo trên này đéo giờ sợ mất máu luôn. Anh nhiệt tình vãi. Chiến thuật. Đứng trên này thì... cứ dồn nó về đây chả bị sao. Đứng trên này là ok mà. Gì đấy? Dùng bánh keo à? Xin. Ôi trèo lên trên này vẫn còn đấy. Trên này có mắt khổ trái nhìn đêm, mắt phải nhìn căm mừng. Không trèo được à? Lá. Để thử thách cho thử thách sân nhà móc mũi ăn đi mà. Tôi Thúy ạ. Ôi trời ơi, không điên thủng rồi. Trời điên. Cho nhiều view. Ôi. Ui. Mẹ sao cái này nó lại bị hoa quả đéo tinh này. Ôi. Ui, nó phun cất. Trong tàu này định chắc là định đang mọi người đang định tăng. Ôi mất cửa rồi. Tăng ca làm thêm trồng ít rau mà rau bị nhiễm khuẩn biến mạnh quái.
con sen đâu nhỉ? Sen chết mẹ rồi. Gái nhiều VL, anh em nghỉ kênh này hay này, kênh này hay lắm. Kênh gái đấy nhỉ? Kênh gái chưa có nông. Nó sao không lái được tàu này nhỉ? Tao đéo biết lag thì đéo nào ấy, tao còn đéo bật được cả cái gì cơ. Rồi vào đây. Em không vào được tàu nhá. Vào chưa? Ý là em không lái được anh ạ. Ông Dũng tắt đây rồi. Bật rồi. Rồi anh, nhưng mà vẫn không ấn vào được. Bật em thử lên xem nào. Đủ người chưa? Mình lái rồi. Hay là chưa đủ người ta? Đủ rồi mà, 4 người. À, thằng robot rồi. Xem rồi. Cái thằng robot này. Xem rồi. Robot thì chết mẹ rồi sao? À, hồi sinh được nó mà. Ê, robot đâu rồi? Ôi trời. À đây ôi, người xe nó nằm ngoài này. Đi. Đấy, đấy chứ. Ngoài xa là để nó nằm coi như là cô quạnh. Khổ. Đây rồi, đây rồi. À. Không được sao đoạn. Không, giả vờ thôi. Rồi, nó vào rồi, nó vào rồi. Em được giả vờ hết. Vâng. Nay mới buổi đầu thì thế anh em ạ. Rồi từ từ ai cũng phải có lần đầu bỡ ngỡ. Rồi lần đầu nó chưa xuống được. Gì đâm đụng kinh thế. Tàu rất to. Ui, một cái to. Mẹ thằng Sen nó không biết dùng ấy rồi. Nó không biết dùng ca số vào. What is the fighting? Úi dồi ôi. Vãi cả cá sấu á. Ui. Ok. Ok, ok, tàu đó. Bao sao... Ở biển cũng có cá sấu. Lắm mà. Ui, cá sấu biển. Cá này bắn nhớ biết đến bao giờ thì nó chết luôn. Ây da. Cá dai chứ. Có tàu cho em nhé. Kìa, con ngáo kìa em thiên hài em nhỉ, có mình nhỉ. Có mà. Mà chưa hiểu có tuổi ý em lắm. Ồ, anh em thông cảm. Lần sau thì nó mới khác được. Mới lần đầu anh em bỏ qua. Này bên kênh sơn ngáo của em thiên hà có vẻ khiếp. Không khỏi phải tán tôi yêu ngáo thôi. Khiếp tình. Anh Dũng phải nói xui cả một mép ra mới được em. Sơn ngáo chắc cần nói gì. Thật. Thế mà em còn thậm chí còn coi như là yêu đến mức độ không tán tỉnh sức. Anh Vũ lại đi đã. Tôi lại rơi có cái con gì kinh lắm. Con gì đây? Con này con bề bề mà. Con bề bề. Thế chẳng bề bề. Ừ, ngồi ngon nhỉ. Bề bề lại cá chê. Ở biển có nhiều động vật dưới sông đấy. Eo hồi mình đi Đà Nẵng gọi đĩa móng tay có 60.000 mà về Hà Nội ăn 108. Nhưng người ta vận chuyển chứ em. Nhưng mà nó còn chết đâu. Ơ sao không đi vào được đây nhỉ? Ừ, bà định ăn sống hả Thúy? Ăn phải tươi. Có con nào mà không chết mà ăn được đâu. Xin lỗi thôi. Có một con nó còn đang ở trên người sống mà vẫn ăn được mà em. Ừ đấy ở trên người, ở trên người sống luôn mà anh vẫn ăn. Anh vẫn thích ăn luôn. Hải sản. Mà ăn cái đấy lại còn tiết kiệm mãi không hết. Vũ có vẻ kinh phết.
ăn cái đấy là còn không bao giờ uống nước bởi vì là nó có nước luôn mà. Ăn cái khác thì còn phải thỉnh thoảng ăn xong phải uống nước để chiêu miệng. Cái này là không cần luôn. Hôm nay anh đúng nghỉ mà, nên nghỉ lại đâu. Thằng này trả chỗ ngay. Cái súng ấy bắn nó có nhiều đam của anh. Anh chả biết là thấy nó bắn như thức gì chả tiếng gì kìa. Mót còn bắn hoa à? Ôi 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 ôi. Mót còn thấy bắn hoa. Mấy người không biết gì mới vào bé mặn. Nghe đợi tí mặn. Anh thích vào quán nào mà nó có bé nào mà bé nó bé bé thôi. Bé nhạc được bé được gì? Bé mặn đấy làm gì? Noni. Bé mặn đắt lắm ấy. Đắt nó phải có lý do gì mà đắt được như thế. Còn phải đắt phải xuất ra miếng. Tại vì nó gần biển. Thế rồi lợi thế của nó đây. Đâu nhỉ? Vào đăng cân đi người, vào đăng cân, vào đăng cân, vào đăng cân. Hồi em đi Đà Nẵng em hỏi Mai Linh quán nào ăn ngon nó chả biết. Linh vào Đà Nẵng rồi chỉ ăn mỗi một món thôi. Chán thật. Sao mình không tài nào đi qua được những cái chỗ như này nhỉ? Ố, lên bờ rồi này anh này. Ố, ơi. Lên bờ đấy. Lên bờ á? Ui cả người ơi, ui. Trời. Sao không leo lên được? Đâu lên bờ nào? Bờ nào? Rồi rồi, có gì không? Anh cứ đi hết cái đấy là lên bờ. Cái này cứ đi hết. Lần đầu tiên lên bờ à? Ôi. Rồi đúng rồi, anh. Bao nhiêu năm dưới biển? Lên bờ rồi. What the fuck? Ôi này, Cleopatra này. Cleopatra này đéo đưa. Đây là Imhotep với con đéo gì? Imhotep với Cleopatra rồi. Mẹ vui sư với cả Caron ấy. Mẹ. Đây là cái ở trong Ugiâu đây mà. Chìa khóa ngàn năm cái đéo gì đây. Rồi, bây giờ làm gì? Giết cái anh ấy thôi chứ còn đợi đéo nữa. Ra gần tàu được. Nhưng mà không hiểu sao em không lên được cái này. À? Anh ấy đừng ra gần tàu ấy ạ, đừng ra gần em tàu. Em có chim đéo đâu mà em lên, em bị làm sao đấy hả Thúy? Tàu ở tầng dưới mà. Vâng, anh đi tiếp tầng dưới. À, tiếp lên trên, sát góc bên này. Ồ, bên này hôm nay kêu anh Dũng livestream, nếu không thì 2 lít xăng đốt nhà anh Dũng. Ôi. Wow. Ôi giời ơi. À, chuyện này sao? Từ Leopatra này đứt mẹ đầu chưa? Imhotep này xác chết trở về này. Chiếc anh có chiếc khóa gần năm rồi. Cứu em. Ơ. Anh có chìa khóa hàng ngàn năm sao nó chưa được với anh? Anh ơi, anh cứu em anh ơi. Em đang ở đây này. Đang bắn đây. Peace. Cứu. Chìa khóa ngàn năm sao chết nhanh thế? Anh sao thằng này khỏe ấy à? Mình bắn mấy phát liền không chết đấy. Khỏe vãi chưởng. Bắn liên tục vào đầu thôi mà. À, cứu em anh ơi. Đây thì em ở đây này. Súng sao mãi không bắn ra được thế? Mày cái con gì đấy? Con gì biết đéo được. Ôi, bắn mấy phát mới chết này. Ôi, dưới này một đống này. Cố lên Vư. Thúy ơi, lên đây Thúy ơi. Không lên được cái này, nó cứ bị kẹt đấy. Rồi mẹ dưới chưa? Nhảy lên, khấn cách liên tục ấy. Không được mà, nó bị lag rồi sao ấy. Không thể nào lên được luôn. Khóa ngàn năm. Ờ, xe ăn chết rồi. Tôi bắn mấy thằng ở đây rồi này. Ồ. Khóa chúng nó chết rồi. Ra cứu tao nhanh, đầm chờ xương ra đây. Sao mọi người trèo lên được nhỉ? Lên. Cái chìa khóa ngàn năm. Con này con đéo gì đấy?
Em anh ơi, em nằm ở đấy đấy. May mà còn anh Vũ đấy, không phải còn em là mất. Anh cũng không chắc anh đã thọ đâu. Nó có một con này sinh vật lạ nó vào. Hay là sao mình không tài nào lên được cơ. Để một máu chứ không có một. Khổ quá. Mày con Cleopatra nó còn lại ngửa cổ. Ui ôi. Sống rồi. Dưới tàu rất nhiều nhá. Rồi anh em về tàu thôi. Rồi. Anh Vũ ơi, anh cầm kiếm đi anh Vũ ạ. Anh cầm cái đấy nó chả có đam rồi. Đấy, kiếm. Mày nhìn ra anh có quả chìa khóa ngàn năm chưa? Ủa, bắn ra cái đéo gì anh cũng đéo biết luôn. Mấy cái thằng quả quả nó đuổi kia. Đéo biết là cái gì luôn. Ai rồi, có thằng này, bắn thằng này đây. Thằng nào? Đâu nhỉ? Đâu? Trong tàu một đống này. Rồi, xong về tàu thôi. Đéo biết tác dụng cái này là cái gì luôn. Rồi, về tàu, sao vậy? Cười VL chả thấy mắt đâu. Anh nhảy xuống nhanh ạ. Ui, đã thấy này. Thanh mẹ cỏ đây rồi. Có thằng đéo nào trong tàu? Ơ, cái gì đấy? Đi ra anh thả xuống. Mày láo một đứa chứ bụi ở xuống. Láo với chìa khóa ngàn năm à? Nó ra khoai để anh nuôi máu anh có một con. Ủa cái gì đây? Anh vác cái con gì về này? Kinh quá. Con gì? Cái này. Đéo biết. Chắc là con giận mù đấy. Chơi như bộ óc lợn. Cái bắn sắt căn à? Ừ, bắn sướng cực. Bắn phải sướng. Anh chiếm quyền bắn anh rồi, xong rồi con này lại vào nó bắn anh. Chết rồi, chết. Okay. Rồi. Mọi người like và share, chia sẻ kênh stream cho Sơn Áo nhá. Sau hôm nay thì Hỏa Mi mới hot đấy anh em ạ, chứ còn ôi trời ơi. Lão phí lại chiều khoáng ngàn năm à? Ngay. Ui trông quay quá. Cái robot này nó nặng nặng. Thằng robot này giống chiến hạm vãi. Phải tranh tầm súng. Zippy Zan là con đéo gì đây? Nạp đạn. Ok. Ôi, robot con này là con gì đấy? What this? To thì vãi lìn. Chùm. Ôi dồi. Khủng long à, vãi trường. Mẹ. Din. Dino sau rút con mẹ nó rồi. Ôi. Nó hút vào kìa. Kìa đưa để nó hút mày. Ôi giời ơi. Rất nhẹ nhàng. Ơ xem mình ở trong bụng con đấy à? Đâu, mình ở trong lòng nó. Ôi chú ở tại trong lòng, trong bụng con đấy ạ. Vâng, trong bụng nó. Kinh quá. Ở trong này là bị đập à? Trong này bị đập cái sao ý, toàn tự nhiên mất máu thôi. Không sao, dù sao cũng có hơi máu đây, không lo đi đấy. Trong cái gãy của anh nhìn là kiểu Sailor Moon ý. Con ra đi. Sailor Moon. Kiểu mặt trăng. Thủy mặt lót. Tôi đang ở trong dạ dày, bọn tôi ở trong dạ dày của quỷ. Đi mình nhiều súng. Đó, đấy lại cái chỗ này lại mình không đi được rồi, đùa. Sao? Tao đâu. Ngồi xuống, trời ơi, ngồi xuống. Không, cái này, chỗ ảnh của tôi này. Không ra luôn ý. Ấn E. The hell. Nhìn thấy không, nhìn ảnh không? Đấy, cứ thỉnh thoảng lại có như thế luôn. Dạ dày nó đang tiết ra axit tiêu hóa mà. À ok ok. Rồi. Nhanh. Ở đây thôi, cái cúc dạ dày đây. Đây là cái gì đây? Tim à? Một
Cả giày nó đấy. Tin nào? Đơn giản quá rồi, mẹ anh toàn mẹ chìa khóa ngàn năm anh phòng anh phọc vào mẹ máu nó mất nhiều VL. Em bị lát em toàn thấy nó chui xuống. Xong rồi, chết rồi. Thôi thắng rồi. Bây giờ phải ra thuyền chạy khỏi đây, có người nó sắp trở rổ đấy, chạy đi các bạn. Ủa đạn rồi, chạy nhanh lên. Cái đấy mất nhiều máu phết. Sập mẹ nó rồi. Cố lên. Anh về tàu rồi, anh chạy trước đây kệ mẹ chúng mày. Ủa hoa anh ơi. Thôi đi vào không người nổ bây giờ. Bớt thải con đi lắp VL ở chìa khóa ngàn năm học vào nút đi. Kìa có ai nhặt được cái viên pin được không? Sao không nhặt viên pin được nhỉ? Phải chạy lát. Viên pin này làm nào để đặt được bây giờ? Thúy kìa, Thúy xem nhặt được không Thúy? Thúy đang bị người yêu gọi điện rồi. Đờ người nó chả hiểu. Úp cái thế này. À xong. Đây phải hỏi rồi. Thúy ơi, đó. Thúy ơi, Thúy ơi. Không. Bot đang bắn anh hay là? Chả biết đâu. Sao anh Vũ ơi? Đang thấy một cái đâu? What the hell? Hay là Vũ và Thúy chúng nó đang hú hí với nhau rồi? Anh nghi lắm. Thúy ơi, alo? Alo? Em à? Nhớ anh không? Nhớ à? Hay là mất điện? Dễ nhà hai đứa mất điện lắm. Mất điện cùng lúc. Thúy tắt mic anh ạ, Thúy tắt mic. Chắc Thúy yêu gọi. Không có loạn vũ đâu. This. À đây. À cái gì? Tim Yến Vi, Tim Duyên là gì anh em? Yêu mắng yêu mà. Tôi phải đi rồi. Ôi giời ơi đấy. Bố gọi, người yêu chỉ có nhịn một tí thôi mà cũng không nhịn được. Khó khăn thế ghép gì à, bảo anh nhịn được. Một hôm không phạt ba đít đi. Thôi phải đi thì thôi đi có đi. Lại gì nhỡ việc. Thôi thôi đi. Ok. Em nói anh ạ. Ok, cảm ơn Thúy. Ok, thank you Thúy. Ok. Sơn Ngào clip đến mấy giờ? Giờ chắc là được tối ạ. Được chưa? Hình như là được tối ạ.
nhẽ là lúc đáng nhẽ là nó phải bảo là được rồi chứ nhở? Chả biết là như thế nào. Tại vì là hôm tôi test chỉ có một tiếng thôi. Thật, bọn này bây giờ nó va vật đấy. Là tại tại thấy nhiều view quá không muốn sơn ngào tắt đi. Thật. Ra bảo được rồi. Công tôi debut thành công. Em mà được chưa? Anh em nai xe đi để debut của Sơn Ngáo thành công. Bảo bố livestream từ 8 giờ rồi. Bây giờ cho bố nghỉ, bố đi ngủ. Nói sao? Dạ, alo anh à? Vâng, anh ơi, tầm này được chưa? 2 tiếng chứ còn gì. Vả vả. Dạ vâng. Vâng, thế em off nhanh nhá. Hải rau à? Được chưa? Vâng, được chưa? Hải rau à? Anh Đạt à? À, Đạt à? Đạt bây giờ lại còn là mẹ quản lý cao lờ à? Vâng, ông chủ mẹ anh. Mẹ thằng đấy cả lìn. Nó bỏ cái livestream xong nó đi ba rồi. Mẹ thật. Nó có xe kéo đâu mà cứ vớ vẩn. Ôi, được chưa? Chưa có thông báo chính thức. Giờ thì chắc là giờ, mẹ, chắc là đủ giờ. Nào nhỉ? Hôm tôi là nó sẽ nói là được luôn mà. Chưa thấy nói gì, biết là như thế nào. Em không có thằng chó Đạt chắc đội đang đi chơi ở đâu ấy, nó đéo gì ấy. Ba bủng gì đấy làm sao nữa. Thế à, đấy à, thế có cần anh gọi cho sếp bên đấy không? Anh hỏi luôn cho. Đúng được rồi. Vâng. Ờ, thế để anh gọi nhá, anh hỏi nhá. Em đi đi ạ, em chào anh Dũng, em chào anh Vũ ạ. Ok, chào Thúy. Vâng anh Hải, có thằng em nó đang test cái livestream ở trên Face ấy. Thấy bảo như được hơn 2 tiếng rồi, vâng, không biết đã được chưa anh? Rồi anh du di cho thằng em 2 tiếng còn gì nữa. À thế à. Nha. Và ok. Ừ. Vàng. À rồi không, cái đấy thì em không can thiệp. Nói chung là em đã hỏi hộ thằng em bởi vì là nó đang không có thông tin gì là được chưa. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh. Em còn đang livestream chắc phải đêm, có khi là phải đến sáng. May ra em mới, tại vì bây giờ lại livestream tiếp. Chả có, anh có gì anh cứ viết đi, anh có gì anh cứ viết ra đi, có gì thì em đọc em ấy. Vâng. Em thank you anh người Việt Nam, em cảm ơn anh. Và anh ơi được chưa anh? Và à chờ tí anh em, chờ tí gần được. Và và
Vậy em được rồi, cái đấy thì chắc là em phải xem kỹ hơn các thứ với cả xem nó như thế nào đó. Anh nói thế thì em cảm ơn anh. Đấy, chủ yếu em gọi cho anh, chủ yếu là em gọi cho anh rồi, em là cho thằng em của em nó đấy. Vâng 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 nhá. Có gì vâng, có gì anh chăm sóc giúp em thằng em. Rồi ok anh. Vâng vâng vâng. Vâng 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 vâng. Rồi anh ạ, thế có cái vụ kia thì để em xem kỹ lại xem. Vâng. Vâng ok. Rồi rồi ok. Rồi rồi ok. Vâng. Vâng vâng vâng. Vâng ok. Vâng vâng vâng. Rồi anh ạ. Rồi em cảm ơn anh nhá. Vâng ok. Vâng vâng rồi các ạ. Rồi đấy em ạ, chắc là khoảng tầm ngày 20 thì sẽ có kết quả, còn của em chắc là submit ok rồi đấy. Chắc là ngày 20 thì bên đấy sẽ thông báo kết quả cho em nhá. Dạ vâng. Rồi ok, thôi đấy hôm nay Sơn Ngào debut thành công rồi. Rất cảm ơn anh em ủng hộ Sơn Ngào. Bây giờ thôi, tôi quay trở về với trực tiếp game bú phê thea đủ rồi. Bây giờ quay về trực tiếp game thôi. Em nhá. Rồi. Dạ vâng, vâng. Okay. Em cảm ơn các anh ạ. Vâng. Ok.